Cần phải trả anh tiền. Ok. Ok, không cần trả anh tiền. Anh chén cái. Ok. Không cần tiền. Rồi. Như vậy là một cô gái đã đặt một cuộc xe Grab và nhận được lời mời cực kỳ thân thơ, đó chính là không cần tiền mà chỉ cần phang chém một phát thôi. Đấy, đầu xuân cho nên là không cần nha. Mọi người ai đi ghép né con chó này ra, mà mình đặt xe đàng hoàng nó lại bảo cho đi chém một cái không cần tiền mà đầu xuân đúng không? Tao tế cả nhà mày lên loại mất dạy. Hai số điện thoại đấy, thôi anh em đạp Grab né né nhá. Và tiếp theo chúng ta cùng đến với một con Porsche. Wow, một con đường rất nhỏ nhưng mà một con xe, một hàng đắt tiền. Con này chắc là 4 tỷ à. Anh Trúc vào đây là bị sa bánh. Thì đấy đúng rồi, người ta có tiền mà sức trơn thì bảo hiểm, bảo gì đúng không? Bao được xe vào em ngõ như này thì mấy cái chân trước thì vấn đề gì nha. Đúng là người thành công thì luôn có những cái lối đi riêng. Và để ủng hộ cho những video mới thì anh em đừng quên click vào đây để xem, cũng như là đăng ký kênh để ủng hộ nha.